Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quách trăng chá quách chá tù nhá tòa, á quách trăng chá á quách chá tù, sa mà đế thi sa mà đà nà, sa tà gác trần tí suốt gác tình. Diệt sai thì bảo rằng sai, diệt đúng thấy đúng ai ngoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khói xương khinh khoát nhàn dân gót hài. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chư trần đạo. Dạ, cảm ơn chị Đặng Đông. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư tổ Minh Hạnh, đại đức pháp tính cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Lý, cô tu nữ Tự Viên, cô tu nữ Phúc Tăng. Kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đặng Đông, chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 319 ạ. Thế không thấy bài à? Bà cha cha ba tu cha tu na tu toa awa chăng cha awa cha tu sa ma di thi sa ma đa na sa ta gác chăng tỳ xúc gá tình. Cha cha wa thi cha tu nhát toán a wa chăng cha a wa cha tu sa ma đi thi sa ma đa na sát ta ga chăng tỳ xúc ga tình. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và chăng cha quát cha tô nhát to a quát chăng cha a quát cha tô sa ma đi ti sa ma đa na sát ta gạt chăng tỳ xúc gá tinh. Việc sai thì bảo là sai, việc đúng thấy đúng ai ngoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khói xương khinh thoát nhàn dân gót hài. Đó là thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm ơn Vinh Quách Cana đã bóc bàn. Kính mời xuất điểm từ ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ sư Minh Hạnh, con kính đảnh lễ sư Pháp Tính và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Và kính chào đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết âm thanh rõ. Niệm từ xin kể câu Pháp Cú 319. Quắc chăng chá quắc chá tù na tùa á quắc chăng chá á quắc chá tù samma ditthi samma dana satta gat chang chi suk gatin wak chang cha wak cha to na tua awak chang cha awak cha to samma ditthi samma dana satta gat chang chi suk gatin. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Đó là bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nên từ xin kệ. Văn chẳng cha văn cha tô nạt tuôn a văn chẳng cha a văn cha tô Samma ditthi samma đa
sang ta gắng chân ti sung gà tinh quang chân cha quang cha tô nạn tua a quang chân cha a quang cha tô samma din thi samma đà na sang ta gắng chân ti sung gà tinh. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng ai ngoài. Trí nhân đi đâu chánh kiến theo chân, khói sương khinh qua khoát, nhàn vân gót hài. Đó là bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Niệm Từ đã kể xong. Dạ, Niệm Từ kính mời bằng tay của Sít Cẩm Vân ạ. Nam Mô Bích Thà giá. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thẩm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 319. Quát chăng chá quát chá tô nhá tòa á quát chăng chá á quát chá tô samma đích thí sa ma đà nà sát ta gáp chăn tí chú sút gá tim quát chăng chá quát chá tô nhá tô á quát chăng chá á quát chá tô samma đích thí sa ma đà na sát ta gát chăn tí xuất gá tim quát chăn chá quát chá tô nhá tòa á quát chăn chá á quát chá tô sa ma đi thí sa ma đà na sát ta gát chăn tí xú gá tim. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng ai ngập hoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khói xương khinh thoát. Khói xương khinh thoát, nhàn vân quốc hài. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mến bằng mời bằng tay của chị Lạc Lê. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính. Dạ con kính đảnh lễ cô Thương Nữ Thâm Ma Sa Rí và cô Tịa Duyên. Dạ con kính chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc và kệ có pháp cú số 319. Quá chằng cha quá giác tổ nát tổ á quá chằng cha á quá giác tổ samma đích thi samma đà na sát ta gác chằn thi su gác tình. Quả chăng cha quan cha tô nan toan a quá chân chăng a quá cha tô samma đi thi samma đa na sa ta ga chân ti su ga tinh. Quả chăng cha quan cha tô nan toan a quá chân chăng a quá cha tôn samma đi thi samma đa năng sa ta ga chân thì sự ga tình. Quá chân quá cha quá cha tu năn tôn a quá chân cha a quá cha tôn
Samma ditthi samadana santa ganchanti sugatin. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng ai ngồi chỉ nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khói xương khinh khót nhàn văn gốt hài. Và đó là vỗ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ, Tâm Phương kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thú lành thay chị Tâm Phương. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Dạ, kính cảm ơn cô Tự Duyên, chị Nghiệp Huỳnh, chị Rạng Đông. Dạ, con xin phép được trả bài câu pháp cú số 319. Quách chàng cha quách cha tù nha tòa, á quách chàng cha quách cha tù. Samaditi samadana sata ga chan ti sukha tình. Quách chàng cha quách cha tù nha tòa, á quách chàng cha quách cha tù. Samaditi samadana sata ga chan ti sukha tình. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Qua chan cha qua cha tu nha tòa, a qua chan cha a qua cha tu. Samaditi samadana sata ga chan ti suk ga tình. Qua chan cha qua cha tu nha tòa, a qua chan cha qua cha tu. Samaditi samadana sata ga chan ti suk ga tình. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng ai ngoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khói sương khinh khoát nhàn vân gót hài. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, em kính mời chị Xuân Mai tiếp theo ạ. Dạ, kính cảm ơn Ái Minh. Dạ, con Xuân Mai, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý cô tu nữ. Xuân Mai kính chào chư quý cận sự, con xin đọc pháp cú 319. Quắc chanh chá, quắc chát tô nhát tòa, á quắc chanh chá, á quắc chát tô. Samma, samma đích thí, samma đà nà. Giác sát ta gắt chanh thí xúc gắt tin. Quắc chanh chá, quắc chát tô nhát tòa, á quanh chá, á quắc chát tô. Samma đích thí samma đà na sát ta gắt chanh thí xuất gắt tô. Và chanh cha quắc cha nhà tô nhà toa, a quắc chanh cha a quắc cha tô. Samma đích thí samma đà na sát ta gắt chanh thí xuất gắt tì. Và chanh cha quắc cha tô nhà toa, a quắc chanh cha a quắc cha tô. Samma ditthi samma dana satta gat chanh thì xuất gat tin. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến chúng sanh đi cõi lành. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng ai ngoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khoái xương khinh thoát nhàn vân gót hài. Bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời huynh Quách Tha Na, kính mời huynh ạ. Dạ, sa thu lần thầy Sĩ Đại Minh, Sĩ Đại Minh, xin lỗi.
Tại vì vừa có phồn xong chạy lên nó thấy hơi mệt. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh Pháp Cú số 319. Cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Vát chăng cha vát cha tô nhát toa a vát chăng cha a vát cha tô Sammadithi Sammadana Sattagacchanti Sukhatin. Có lỗi biết có lỗi, không có lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Bản dịch của Ngài Minh Châu: việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng, ai ngoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khói xương khinh thoát. Nhàn vân gót hài, bản phổ thơ của Ngài Duy Đức. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, còn xin được xuống mic. Kính mời Sita Nhật Huỳnh tiếp theo. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Quá Thành Á. Nam mô Bụt Thà Giá, còn thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ. Cảm ơn. Nguyên Tịnh ơi, hôm nay có cầm mic được không? Nguyên Tịnh ơi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha. Dạ, con xin được tả bài Pháp Cú Kinh số 319. Quách chằng cha quách cha tô nhạc tò á quách chằng cha quách cha tô sầm ma đích chí sa ma đà na sa ta gạch chanh tí xúc gạch tình. Nhìn đợi cận bút đúng rồi. Dạ. Nếu mà Nguyên Tịnh cầm mít được, Nhật Quỳnh mời Nguyên Tịnh nha. Lên trả bài đi. Mời Nguyên Tịnh. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, kính tri ân xích Nhật Quỳnh, con xích Hồng Cả luôn xích. Dạ, con xin phép kể câu Phật ngôn 319. Quạt chăng cha quạt cha tô nhát tô a quạt chăng cha a quạt cha tô Sammadithi Sammadana Sattagacchanti Sukhatin. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng sanh đi, việc sai thì bảo rằng sai, việc đúng thấy đúng, ai ngoài trí nhân. Đi đâu chánh kiến theo chân, khói xương khinh khoát. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Nguyên Tịnh. Dạ, hết nghe luôn rồi. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Nguyên Tịnh, Quỳnh Quả Thành Á, Xích Sương Mai, cô ấy Minh.
Cảm ơn Xích Niệm Từ, Xích Trần Đạo, Xích Trần Đông và cô tuổi tự tỷ duyên đã hoan hỷ lên ông bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài mới Câu Pháp Cú Kinh số 320, và hôm nay cũng là bài đầu tiên của phẩm Naga. Và cảm ơn Quỳnh Bách Thanh Á, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Trình Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì ơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, A Nhâm Vương lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng tối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được đi tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa Câu Pháp Cú Kinh số 320. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, kính ảnh lễ chư Đại Đức Tăng và mến chào toàn thể chư quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được âm thanh rõ. Để bắt đầu buổi học, kính thỉnh chư Tăng với quý vị hướng về Tam Bảo chúng ta làm lễ tóm tắt. Arahang Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadhemi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ. Và kính thưa toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề, ngày hôm nay chúng ta học sẽ học một cái câu Pháp Cú 320 trên 400. Ba câu như vậy, chúng còn tầm khoảng một câu nữa là chúng hoàn thành dung của, và 20 câu mở đầu cho phẩm Nagawakku, phẩm voi. Câu kệ ngôn Pháp Cú 320 có nội dung như sau: Ahang Nagawasangkami
cha pa to pa ti tăng sa răng a ti ka vak yang a ti sang du si lo hi pa ho cha no a hang na go wa sang ga me cha pa to pa ti tăng sa răng a ti vak yang a ti ki sang du si lo hi pa ho cha no. Ta như voi giữa trần, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bởi vì là kẻ ác giới là nhiều người, số đông, ta sẽ chịu đựng lời lăng mạ tợ như con voi trường tên bắn. Thì dịch để bắt đầu cho cái buổi học thì chúng ta sẽ học về từ vựng của câu kệ ngôn pháp cú 320 này. Câu đầu tiên đó là Ahang nago wa sangkame. Ahang nago wa sangkame. Ahang là đại từ ngôi thứ nhất số ít, tôi, Như Lai. Nago wa, nago wa được kết hợp bởi từ naga và nago và iva. Nago là động danh từ nam tính con voi, ý vá tợ như, giống như. Thưa quý vị, nago hay là từ naga được sử dụng phổ thông có nghĩa là loài rồng hay loài rắn, rắn. Thì ở trong trường hợp phẩm naga quát gô hoặc là trong riêng phẩm pháp cú thì có một thêm một cái nghĩa ở trong từ điển nữa, đó là voi, con voi. Chúng ta cũng nên lưu ý cái điểm này bởi vì liên quan đến từ vựng của Pali. Và chúng ta sẽ học tiếp là từ sangame. Sangame ở chiến trường, ở thể định sở cách suốt, ở chiến trường. Câu thứ hai, cha pato pati tăng sa răng. Cha pato được chia cấp bởi một cái từ cha pá cộng tô. Cha pá có nghĩa là cái cung, và tô ở đây được hiểu đó là chia cách của xuất xứ cách. Từ cây cung, cha pá tô từ cây cung. Ba tí tăng, ba tí tăng, ba tí tăng có nghĩa là đã được bắn ra, đã được bắn ra. Rồi chúng ta đi vào câu thứ ba, Atik quát cái văn, Atik cái xăng. Atik quát cái giá, Atik quát cái văn, Atik quát cái văn, Atik quát cái giá. Có nghĩa là sự phỉ báng, sự lăng mạ. Sự phỉ báng hay là sự lăng mạ. Atik kisang, Atik kisang là chịu đựng. Và câu cuối cùng đó là Dusilohi bahuchano.
Dusilo hi pahuchano. Dusilo, Dusilo, à, kẻ ác giới, à, được hình thành từ căn tiếp đầu ngữ đú, tức là sự khăn, sự cản trở. Si lá là giới, đú căn tiếp biên ngữ đú là nói về cái phía cái khía cạnh ngược lại cái tốt, khó khăn cản trở hay là ác so với cái thiện. Thì Dusilo hay là Dusila là kẻ ác giới. Bahuchano, Bahuchano là nhiều người hay là số đông. Hí, thật vậy, thật vậy. Bahuchano, à, từ Bahu, Bahu là nhiều. Bahuvachana là số nhiều, Ekavachana là số ít, à, Bahu là nhiều, Chano là nói chung, người dân, dân chúng nói chung. Và như vậy chúng ta đã đi sơ lược qua phần ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 320. Một lần nữa, câu kệ ngôn Pháp Cú số 320: Ahang nago wa sangkame sabato patitang sarang atikawakyang atikhisang dusilohi pahuchano. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cũng tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. Hoặc là bản phủ thơ của ngài Giới Đức: Thớt voi đứng giữa trận tiền, hứng bao mũi đạn lằn tên xá gì. Như Lai chịu đựng ác tri, nhẫn nài ác giới, ngu si lòng người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ ta sẽ đi qua phần duyên sự tích truyện của câu kệ ngôn Pháp Cú số 320. Và thưa quý vị, là câu kệ ngôn Pháp Cú số 320 này á, có cùng với duyên sự, quý vị đợi cho tí xíu, có cùng duyên sự với nhóm câu Pháp Cú 320, 321 và 322. Bởi vì đây là nhóm câu Pháp Cú có cùng duyên sự, cho nên chúng ta sẽ được học nhiều lần. Và qua nhiều lần đó thì chúng ta sẽ học được nhiều cái cách trình bày của cái bài học khác nhau. Thưa quý vị, thì trong chú giải của ngài Pháp Minh được nêu ra là Đức Phật nói lên câu kệ ngôn Pháp Cú, nhóm câu kệ ngôn Pháp Cú này khi ngài ngự tại thành Kosambi, liên quan đến một người mà khá là nổi tiếng, đó là nàng, thực ra lúc này không còn là nàng thường dân nữa, đó là hoàng hậu Magandhiya. Liên quan đến hoàng hậu Magandhiya thì thưa quý vị xin trình bày một chút ít về nàng Magandhiya. Nàng Magandhiya đó là con của hai ông bà La Môn, và nàng có một cái sắc đẹp rất là xuất sắc. Nàng có một rất nét đẹp rất là tuyệt trần, và gia đình đó thì muốn tìm cái nơi nào để gả nàng xứng đáng. Thì có vô lần một tình, ông bà La Môn thấy Đức Phật, và với cái khả năng về bói toán của mình đó, thì ông bà biết rằng Đức Phật không phải là một người bình thường.
Bình thường ở đây có nghĩa là một cái người rất là thanh tịnh, ít có phiền não, nhờ nhìn vào cái dáng, cái hình bàn chân mà Đức Phật Ngài in lại ở trên nền đất. Thì với cái sự tò mò như vậy, ông Bà La Môn đã hỏi chuyện Đức Phật và muốn gả cô con gái mình cho Đức Phật. Thì thưa quý vị rằng lúc đó thì Đức Phật Ngài đã tự tuyệt, và Ngài dùng cái cách như thế này. Thứ nhất là Ngài muốn tiếp độ cho ông Bà La Môn. Ngài biết rằng ông Bà La Môn sau khi nghe thời pháp thì sẽ đạt được những cái lợi ích. Mặc dù Ngài cũng biết rằng qua cái câu trả lời của Ngài đó thì sẽ ảnh hưởng đến cái cô con gái, nhưng mà tùy duyên. Thì lúc đó Ngài Đức Phật Ngài đã trả lời rằng: này ông Bà La Môn, Như Lai đã không còn thích thú gì trong dục lạc nữa, trong dục lạc ái tình nữa. Cái thể xác mà chúng ta đang có ở đây á, nó chỉ là một cái túi da chứa đầy những chất dơ, nước tiểu phân dơ. Và bản thân Như Lai á, cũng không muốn rờ đến nó nữa, dù cho là dùng cái chân của mình. Thì nghe đến đây á, và được giải thích á, thì ông Bà La Môn rất là hoan hỷ với cái lời thuyết pháp của Đức Phật, và ông bà đã đạt được quả lớn, chứng đắc được đạo quả A-na-hàm. Nhưng bên cạnh đó thì cô con gái Magandhiya thì với cái tự mãn, kiêu mạn về cái sắc đẹp của mình, khi nghe cái lời dạy của Đức Phật á, thì nàng lại có một cách suy nghĩ khác. Ta đẹp như thế này, ta xinh tươi như thế này, mà Đức Phật, mặc dù Ngài không muốn lấy ta làm vợ, thì Ngài cũng đừng có lấy cái dơ thúi tha của thể xác để mà chà đạp, để mà từ chối. Và từ đó nàng đã có cái sự hận thù và ghi nhớ cái sự hận thù đó đối với Đức Phật. Khi về sau nàng trở thành thứ phi của Đức Vua Udena thì nàng tìm cách để mà trả thù, rửa hận cái mối sỉ nhục đó. Thì một lần thưa quý vị, Đức Phật và Chư Tăng đi vào thành Khất Thực đó, ở Kosambi, thì thứ phi Magandhiya đã thuê một số người, kể cả những cái tùy tùng hầu hạ. Nàng bảo những người này đi ra ngoài đường lớn, chỗ mà Đức Phật và Chư Tăng đang đi khất thực, những cái lời mắng nhiếc, phỉ báng, bôi nhọ, để mà làm mục đích hạ bệ, làm cho Đức Phật Ngài mất uy tín, và cũng như là để thỏa cái mối sỉ nhục, rửa hận. Bởi vì nàng bây giờ là một thứ phi của một cái vị vua có quyền thế, cho nên nàng muốn làm cách nào để đó để mà phỉ báng Đức Phật và Chư Tăng. Thì có một cái sự kiện như thế này, đó là lúc đó với cái sự chỉ trích mạnh mẽ của dân chúng như vậy đó, mặc dù là du oan, nhưng mà với cái số đông được thuê, được sai, thì Đức Ananda cảm thấy là không có chịu nổi bởi cái áp lực đó. Thì Đại Đức Ananda bạch với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn hãy đi ở nơi khác đi khất thực để mà lưu trú. Ở đây dân chúng họ không có nồng nhiệt tiếp đón, và họ dùng nhiều nhiếc phỉ báng. Thì lúc đó Đức cũng từng ngày hỏi Ananda đi đến cái nơi khác á,
Nếu tình trạng xảy ra y như vậy thì chúng ta làm như thế nào? Đại đức Ananda lại trả lời một cách rất là vô tư. Thì chúng ta lại đi nơi khác nữa. Và Đức Phật Ngài lặp lại câu hỏi, thì Đại đức Ananda lại trả lời giống như vậy. Đức Phật Ngài đạo không? Ngài bảo rằng, này Ananda, không nên như vậy. Không nên như vậy. Cái chỗ nào mà đang có cái sự rắc rối thì phải dàn xếp ở nơi đó được ổn thỏa rồi hãy đi nơi khác. Cũng giống như Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh của một cái con voi, là một con voi chiến được thuần hóa, được huấn luyện, được đào tạo bài bản, một con voi không khiếp sợ khi mà lâm trận. Thì cũng giống như vậy, một vị sa môn không có hoảng hốt, run sợ trước cái lời bôi nhọ vu oan đó. Và Đức Phật Ngài đã khích lệ, Ngài bảo đảm với Đại Đức Ananda rằng cái sự kiện này cũng không có kéo dài quá đâu. Và thật sự thì sau khi thời gian trôi qua vài ngày đó thì mọi người đã lắng xuống và không còn chửi rủa hay là bôi nhọ phỉ báng Đức Phật và Chư Tăng nữa. Thì quý vị biết rằng cái kết quả thì Đức Phật Ngài đã giáo hóa ở dân chúng ở xứ đó. Và khi mà họ hiểu được Đức Phật Ngài bị du oan bởi thứ phi Magandhya thì họ không có làm cái chuyện đó nữa. Họ nhận ra cái lỗi đó và họ có cái sự tôn kính, quy thuận, và họ thọ trì tam quy ngũ giới, trở thành một cái Phật tử. Thì đương nhiên cái việc làm của nàng Magandhya mang một cái hậu quả rất là lớn về sau. Và đặc biệt khi mà liên quan đến nàng Magandhya thì có một cái sự kiện đó là sau khi mà phỉ báng Đức Phật không có thành công đó, thì nàng lập tâm phá những người nào là hại những người nào là Phật tử, là đệ tử của Đức Phật. Trong đó có một bà hoàng hậu đó là Samawati. Thì thứ phi Magandhya đã dùng cách thiêu đốt cái hoàng cung, cái nơi ở của Samawati. Và khi được vua Uttena điều tra đó và đã biết người gây hại đó là Magandhya, thì đức vua đã xử hình nàng Magandhya. Ở đây trong cái duyên sự này, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc làm của nàng Magandhya nó mang lại một cái hậu quả rất là to lớn, và nhất là trong cái hậu quả hiện tiền, đó là một cái chết rất là thảm khốc. Và trong cái duyên sự này thì chúng ta sẽ hỏi được một cái rút được kinh nghiệm số điều đó. Thứ nhất, không phải những người sanh trong thời kỳ Đức Phật hay là những người gặp Đức Phật là những người may mắn. Chúng ta có đồng ý được điểm này hay không ạ? Và những người đang ở trong thời kỳ hậu Phật giáo đó, thời kỳ như chúng ta bây giờ là những cái thời kỳ sau khi Phật giáo đã hình thành rồi đó, thì chưa phải là người thiếu may mắn. Nếu mà xét cho cùng, khi mà chúng ta có cơ hội, một chúng sanh nào có cơ hội sanh ra ở trong thời kỳ có một vị Phật xuất hiện, có cơ hội để mà diện kiến một vị Phật toàn giác xuất hiện, có cơ hội để mà chiêm ngưỡng dung nhan của một vị Phật toàn giác,
có cơ hội để mà lắng nghe một cái lời pháp của một vị tổ Phật toàn giác, và có cơ hội để mà trở thành một cái người Phật tử, có cơ hội để trở thành một cái vị đạt được những cái kết quả lớn ở trong Phật giáo, thì quả thật đó là một cái điều may mắn rất là lớn. Chúng ta nói may mắn ở đây là nói theo cái kiểu cách là trung tính, còn nếu như nói rõ đó là nghiệp quả tốt, có ước nguyện, có nguyện vọng và có sự tu tập mới có được cái cơ duyên này. Nhưng ở trong trường hợp mà chúng ta học cái bài học hôm nay đó, chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều cái chúng sanh sanh trong thời kỳ Đức Phật ở trong đất nước, ở nơi gần chùa, ở gặp được, diện kiến được Đức Phật và chư Thánh Tăng, được nghe cái lời Đức Phật ngày dạy, nhưng mà có những chúng sinh rất là vô minh và đã tạo những cái ác nghiệp rất là lớn. Ở đây sự may mắn và sự không may mắn nó nằm ở điểm đó là như là chúng ta bây giờ đó, chúng ta có vô tình hoặc là có những cái lúc phiền não nó nhiều quá đó, chúng ta có cái lời nói không có thuận tai vừa ý, hay là có sự trách móc, và chúng ta có cái sự sân hận mà vô tình đối với một vị sa môn hay là một vị xuất gia đó, thì cái lỗi của chúng ta cũng nói chung là nó cũng không có quá là lớn, bởi vì các vị sư, các vị sa môn là những vị phàm phu. Còn thời kỳ Đức Phật đó, có những cái lỗi nó rất là nhỏ bé, vô tình, nhưng mà lỡ phạm ngay cái vị đó là một cái vị thánh tăng, và đặc biệt đó là một vị Phật toàn giác nữa, thì cái lỗi nhỏ vô tình đó nó mang một cái hậu quả khủng khiếp vô cùng. Cho nên mình nói là sanh trong thời kỳ Đức Phật, gặp Đức Phật là một điều may mắn. Ở đó còn một cái sự xét lại cho kỹ cái người đó đang ở một cái tư thế nào, đang có một cái sự chuẩn bị nào mới nhận được cái sự may mắn đó. Còn không thì nó vô phước. Giống như là trường hợp của Thứ Phi Magandhija, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên thì Tịnh Đạt muốn chia sẻ với quý vị ở đây, trong cái duyên sự này, làm thế nào mà chúng ta có thể luôn luôn khi mà sanh ra ở trong đời, gặp Phật Pháp ở bất cứ nơi đâu, mà chúng ta sẽ là một người may mắn, chứ không phải là một người bạc phước, vô phận khi mà gặp Phật Pháp, gặp một cái vị Thánh Tăng hay là một vị Phật giác, mà chúng ta lại vô tình sơ ý, thì nó rất là nguy hiểm. Ở trong quyển 37 Bồ Đề Phần của Ngài Hòa Thượng Lê Đi Sayadaw, người Miến Điện đó, Ngài có trình bày cái phần mở đầu rất là ý nghĩa, liên quan đến cái điều mà Tịnh Đạt muốn trình bày với vị ở đây. Đó là làm cách nào để chúng ta có cái được cái sự may mắn và có cái khả năng để mà nắm bắt cái cơ hội khi mà chúng ta gặp Phật Pháp. Nói riêng là gặp Phật Pháp, gặp thời kỳ Đức Phật, gặp Đức Phật xuất hiện ở đời, và nói chung đó là khi mà ở trong bất cứ cái thời gian nào có Phật Pháp hay là không có Phật Pháp. Tại vì quý vị biết là có những cái thời kỳ đó, hay là những cái cõi, những cái thế giới không có vị Phật xuất hiện, thì trong suốt cái khoảng đó, thời gian đó đó, nếu mà chúng ta mà không phải là một cái người mà đã sẵn sàng chuẩn bị những cái gì mà chúng ta cần thiết đó, thì chúng ta sẽ là một người bất định. Tịnh Đạt xin chia sẻ cái phần đó trong cái bài học ngày hôm nay. Có hai loại hạt giống, có hai loại pháp mà chúng ta cần bị để mà chúng ta giành được cái cơ hội, hay là biết chộp được cái thời cơ khi mà gặp Phật Pháp. Thứ nhất đó là minh, vichcha và hạnh.
charana, minh và hạnh, vichcha charana, Đức Phật được gọi là con vị vichcha charana sampanno, minh hạnh túc. Thì chữ minh và hạnh ở đây được giải thích ở trong quyển 37 pháp trợ đạo bồ đề của ngài hòa thượng Lady Sayadaw người Miến Điền. Cái hạt giống minh đó, vichcha, được hiểu đó là cái khả năng thiền định, cái khả năng gieo hạt giống thiền định. Và cái hạnh đó, đó là cái việc làm thiện, cái việc làm tốt, và được bao gồm đó là giới và định. Chúng ta thường được nghe đó là giới định tuệ, và giới định tuệ này được phân ra làm hai giới, thuộc về hạnh, vậy thuộc về minh. Thì thưa quý vị rằng phần giới đó thì có rất là nhiều loại giới dành cho người cư sĩ, người xuất gia, có 5 giới, 8 giới, có 227 giới, vân vân. Về định thì có là sự giữ tâm kiên cố, chánh niệm, có định thiền chỉ, thiền minh sát, có cái gọi là định sơ khởi, parikamma samadhi, hay là định cận định, upachara samadhi, hoặc là appana samadhi, toàn định. Cái phần tuệ đó là về cái sự thẩm sát, hiểu thấu về tứ đại, về quẩn, vân vân. Và hạnh, minh và hạnh ở đây được trình bày là cái vốn sẵn có. Khi mà gặp Phật pháp, chúng ta sẽ là một người may mắn. Nếu một người nào có đầy đủ minh và hạnh đó, tròn đủ, tròn đầy, là một người rất sẵn sàng khi mà cơ hội xuất hiện. Là khi gặp Phật pháp hay khi gặp Đức Phật đó, là người đó tự nhiên khởi lên cái niềm tin tịnh tính. Và khi nghe lời giảng của Đức Phật đó, hay là lời giảng của giáo pháp, thì người đó có một cái sự tiếp thu rất là nhạy bén và đạt được những cái thành quả lớn ở trong Phật pháp, được đắc đạo, quả, thánh, hữu học hay là vô học. Còn những trường hợp như chúng ta bây giờ đó, như chúng ta bây giờ là chúng ta đang là những người đang chuẩn bị cho cái hành lý, hành trang ở trong tương lai, thì chúng ta nên chuẩn bị cái gì? Nghiêng đặc thù về minh là trí tuệ, hay là đặc thù về hạnh là làm các cái thiện hạnh, bố thí, trì giới. Nếu trường hợp đó, đặt trường hợp chúng ta là một người có khuynh hướng thích hành thiện, thích rèn luyện tâm ý, và chúng ta chỉ khăng khăng rằng sự giải thoát, thanh lọc tâm ý là quan trọng hàng đầu, và chúng ta không có làm các cái thiện sự khác, và chúng ta cố gắng trau dồi tâm ý cho được trong sạch, được đến cái sự cận định, định tạm bợ, cận định và toàn định, thì thưa quý vị đó, cái khả năng dành dụm chuẩn bị về cái thiền định tốt như vậy đó, có cơ hội gặp Phật pháp ở trong tương lai, hay là có cơ hội nghe được Đức Phật ngày thuyết một cái thời pháp, thì chắc là chúng ta sẽ đạt được những cái thành quả lớn, ít nhất là vào vị hữu học, thánh hữu học. Còn như trường hợp thứ hai là người có cái khuynh hướng và có cái đặc thù về làm cái thiện phước, làm các cái công đức như là bố thí, trì giới, thì quý vị hạnh này đó giúp cho cái người đó ở trong cái kiếp sống nào cũng có được cái sự an vui, có được cái sự tấn hóa, và có cái cơ hội để mà làm các cái công đức tiếp tục.
Nhưng do vì là quá là quan trọng và đặc thù trong cái việc mà làm các công đức giữ giới hay là bố thí mà quên đi hay là sao lãng trong cái việc mà thanh lọc nội tâm, đạt được những cái cận định hay là tạm bợ định, cận định hay là toàn định đó, thì cái người này có cái cơ hội rất là lớn ở trong cái thời gian không có Phật pháp xuất hiện, thì cái người này vẫn có được một cái đời sống rất là an vui trong ở trong những cái cõi gọi là cõi vui đó, cõi nhân loại hay là sáu cõi trời dục giới đó. Và khi mà có Phật pháp xuất hiện thì người này rất là dễ dàng gặp Phật pháp và có niềm tin, nhưng mà lại không có thể nào, dù cho nghe pháp đến cỡ nào, dù cho học hỏi đến cỡ nào, thì cũng không có thể nào giải thoát, đạt được những cái thành quả lớn được. Cho nên thông qua cái việc mà chúng ta hiểu về cái minh và hạnh đó, thì một cái người muốn gặp Phật pháp được và muốn lắng nghe Phật pháp, hiểu được và thanh lọc được cái phiền não được đó, thì ngay bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị cả hai, toàn viện toàn cả hai. Đó là chúng ta cần phải làm các cái thiện sự khi mà chúng ta có cơ hội, và bên cạnh đó chúng ta cũng không có sao lãng cái việc mà tu thiền định hay là trau dồi tâm ý cho được trong sạch. Thì khi mà cả hai mặt được trọn vẹn, được đầy đủ, thì là chúng ta là một cái người đã sẵn sàng, đã là một cái người khi gặp cơ hội, khi gặp những cái may mắn xuất hiện, đó là Phật pháp xuất hiện, Đức Phật xuất hiện, thì chúng ta là người biết chộp lấy cơ hội, biết giữ lấy cơ hội và phát triển cái cơ hội mà chúng ta có đó. Không giống như là nàng Magandhija hay là một số trường hợp như là nàng Chincha dùng giả dạng là người phụ nữ mang thai để mà vu oan Đức Phật, là một cái sự rất là nguy hiểm, bởi vì mang một cái vị Phật toàn giác. Và rất là nhiều trường hợp những người xuất hiện trong thời kỳ Đức Phật, gặp Đức Phật nhưng mà lại hại Đức Phật, và là những người trong thời kỳ Phật giáo gặp Phật pháp mà không chịu học Phật pháp, không chịu thực hành Phật pháp mà tìm cách để phá hại Phật pháp, thì đó là một cái sự rất rất là nguy hiểm. Ngay cái thời kỳ mà Phật pháp đã trải qua hơn phân nửa thời gian hơn 2.600 năm rồi đó, thì cái việc mà chúng ta phạm á, phỉ báng hay là phá hoại Phật pháp á, cái việc đó là cái việc sái quấy, nhưng mà nó chưa đến nỗi nặng cái hậu quả như là gặp trong thời kỳ Phật pháp, trong thời kỳ Đức Phật. Các vị đó là những vị thánh tăng, đi đâu cũng gặp vị thánh tăng, đi đâu cũng gặp một vị xuất gia là người giữ gìn giới đức trong sạch, thì mà vô tình sơ ý mà chúng ta có cái sự nhạo báng hay là giảm theo cái cách là cười nhạo hoặc là chê bai đó, thì cái hậu quả rất là nguy hiểm. Tại vì cái việc mà thiếu cái minh, thiếu cái hạnh đó, một người có cái sự tu thiền, có cái sự rèn luyện tâm ý cho được tốt rồi đó, nhưng mà thiếu cái hạnh ở đây, xin nhấn mạnh thêm để mà chúng ta có cái sự cân bằng cho được cái tương đối, không quá nặng bên này, không quá nhẹ bên kia. Bởi vì thiếu cái hạnh là thiếu những cái thiện sự đó. Cái điều này rất là quan trọng mà một số người đôi khi lại không có cân bằng được cả hai bên minh và hạnh đó. Tại vì cái việc công đức á, chúng ta làm không phải là để nhận cái hậu quả, nhận cái phước báo, xin lỗi quý vị, là nhận cái kết quả.
giống như lần trước Tịnh Đạt có trình bày đó, chúng ta làm những cái thiện sự đó với cái mục đích là bớt cái phiền não ở trong lòng của mình. Và chính những cái thiện sự đó sẽ là những cái năng lực nâng đỡ cho cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Và sau khi chết thì chúng ta sẽ sanh về những nơi an vui, nhàn cảnh, làm người hay làm chư thiên ở trong sáu khổ dục giới. Thì thưa quý vị, nếu như một cái người không có cái thiện sự đó thì cái khả năng cái người đó sẽ bị đọa xứa rất là lớn. Và khi lạc vào ở trong cái cõi đọa xứ đó thì quý vị thử tưởng tượng làm một cái bài toán rất là dễ. Khi mà sa vào bốn cõi khổ đó thì cái tâm của chúng sanh rất là nóng nảy và có cái khuynh hướng lúc nào cũng làm cái việc ác, giống như là những cái loài thú chuyên săn bắt để mà làm thức ăn con vật sống, hay là sanh vào những cái loài phi nhân Atula hay là xuống địa ngục thì cái khả năng mà để làm thiện, sanh tâm thiện thì quá là hiếm hoi. Và may mắn nếu người đó có một cái phước báo nào ở đời xa xưa quá khứ mà hỗ trợ giúp cho người đó tái sanh làm được làm người, thì cái người đó cũng không có đủ cái duyên lành để mà cái duyên lành, cái thuận duyên trong cuộc sống đó, người đó sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều cái buồn phiền, nhiều cái khổ, rồi trong cuộc sống phải bươn chải vất vả tìm cái đồng lương. Và những người mà có cái công việc bất định như vậy đó thì sẽ rất là dễ dẫn đến những công việc làm những cái công việc đó là liên quan đến những cái công việc tà mạng để kiếm được cái cuộc sống, làm cho cuộc sống tốt hơn. Và chính vì cái khó nó hỗ trợ cho cái khổ thì nó lại làm cho cuộc sống nó càng khó hơn, khó càng khó. Thì như vậy đó, người đó sẽ khó có cái được cơ hội gặp Phật pháp, và khi gặp Phật pháp rồi đó thì cũng không có nhiều cái thời gian để mà học hỏi Phật pháp, khó có nhiều cái thời gian công sức để mà tiếp thu cái Phật pháp. Thì đó là một điều rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta không có cân bằng được cái minh và cái hạnh. Thực sự ra cái minh và cái hạnh cái nào cũng rất là cũng quan trọng hết. Bởi vì nếu mà có minh mà không có hạnh á thì chúng ta lại không có cơ hội, phần trăm mà gặp Phật pháp rất là thấp. Còn nếu mà như có hạnh mà không có minh á thì có được cái đời sống tốt, nhưng mà gặp Phật pháp thì không có thể nào mà lãnh hội hay là giải thoát các cái phiền não được. Cho nên ngay từ cái lúc này chúng ta ý thức được cái việc đó thì chúng ta hãy cố gắng trau dồi để mà cân bằng giữa minh và hạnh, thì điều đó rất là cần thiết trong cái việc phát triển thanh lọc cái phiền não và cải thiện cái cuộc sống càng ngày càng được tốt đẹp hơn. Và Tịnh Đạt xin chia sẻ với quý vị qua cái câu kệ số 320 này liên quan đến một cái vấn đề, đó là một cái người may mắn là người biết đầu tư, biết đầu tư cho cái sự may mắn đó. Và khi cái sự may mắn xuất hiện là một cái người biết chộp lấy, nắm giữ, tận dụng cái sự may mắn đó. Ngay cả trong Phật pháp, cái điều may mắn đó được dày công tu tập, chứ không phải là một cái điều bỗng nhiên xuất hiện. Thì khi mà chúng ta ý thức được việc đó thì chúng ta sẽ có cái hành động và cái suy nghĩ nhấn mạnh trong cái việc làm, trong cái việc suy nghĩ. Thì Tịnh Đạt xin chia sẻ đến trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề, trong không qua câu Pháp Cú 320, Tịnh Đạt xin kính chúc chư Tăng và mến chúc quý vị được sức khỏe, an khang và luôn luôn được cái sự an vui ở trong giáo pháp của Đức Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính mời cô MC Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 320 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbe deva tassa pavodana nuha venasada sati bhavantu te. Tất cả phương pháp có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã hầu rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ nê quá ta sân ti vi ha ra qua si ni phụ pê gà rê bồ thi gà rê tạ hình tạ hình ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha pit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gama cha đề sa ni gama cha isa ra sappana bu ta su khi ta va quan tu te cha la bu cha ye pi cha an na tam va wa tam se na cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang ba ti cha te sappe pi dukkha sa kha ron tu sang kha nhang tha tu chi răng sa tăng thẩm mô tham ma tha ra cha bút ga la sang cô hồ tu sa mắc ngô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rác khăn tu sắc thẩm mô sắp bê pi tham ma cha ri nô bút thim sâm pha phu ni ya ma tham ma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập và nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt cấm dân xin xuống mic.